Chị đang đứng đi, chị đang chạy chị đang. Không, Phương Thanh dễ thương ngồi dưỡng. Quay clip. Quay cái này cho Trang chứ. Chị gọi mọi người nhanh nha. Về lên. Chị gọi, đây là 1, 2. Chị em tắm đi nha, 1, 2. Ok. Rồi. Xin cảm ơn mọi người ạ. Chào mừng mọi người rất là nhiều, không biết nói gì luôn. Sẽ hỗ trợ lại Phương Thanh cái album ngược dòng. Phương Thanh sẽ mix master và thay đổi một chút xíu cái kết cấu trong cái album ngược dòng để cái chất lượng của tôi là xem với cái album này. Chị hỏi chị một chút về cái cảm xúc, bởi vì đây là những cái bài viết đã rất là thành công với mình rồi, thì khi mà mình thu với một cái phong cách có thể gọi là truyền thống thì chắc là cảm xúc khi mà mình thu âm nó sẽ có rất là nhiều, và cái cách xử lý bây giờ so với lại Phương Thanh của 20 năm trước nó khác gì nhau không ạ? Thật sự nó khác ở chỗ là Phương Thanh chia cột hơi nó đẹp hơn. Ngày xưa mình không có kỹ thuật chia cột hơi đều nhưng không áp dụng kỹ thuật nhiều, bởi vì Phương Thanh biết rằng là khán giả thích Phương Thanh là thích cảm xúc chứ không phải thích kỹ thuật. Bây giờ Phương Thanh mà kỹ thuật quá đó là như nghe nó cứng ngắc, cho nên Phương Thanh chỉ kỹ thuật trong cột hơi thôi, tức là lấy hơi bụng để làm sao cho cái nốt nó căng nó đầy hơn. Nhưng mà có đôi lúc tại vì thâu có một lần lấy ngay, vì thâu lại nữa là phải hát lại từ đầu, mà Phương Thanh mà hát qua 3 lần là chán, lần thứ hai là đã chán rồi. Cho nên khi mà thu là bắt đầu tập trung hết tâm huyết vào Phương Thanh, thu rất là nhanh. Hà thì hiểu cái tính này của Phương Thanh, nhưng mà Duy thì chưa làm việc lần nào nên chưa có quen. Thì trước khi tới nó, em ơi em chuẩn bị sẵn sàng nha, cho chị uống trà, cho chị ăn bánh, rồi bắt đầu xong chưa vô làm lèo xong luôn, là chỉ trong vòng 10 phút là xong. Thì tất cả mọi thứ của Phương Thanh nó rất là ngẫu hứng, thì rất tình cảm. Nhưng nếu mà để trật một cái không thu nữa là Phương Thanh đi về, ngày hôm sau mới lên. Hoặc lâu lâu mà Phương Thanh tích tụ lại được cái cảm xúc, Phương Thanh mới thâu tiếp. Bởi vì thâu cái chế độ âm thanh này, cái công nghệ này thì ngoài thực lực còn phải có cảm xúc. Mà chỉ cần bữa đó hơi yếu hơi xíu cái hụt cái lại hát lại từ đầu. Mặc dù chỉ có 8 bài thôi, 7 bài mà liên khúc, một bài thành 2 bài đó. Tất cả mọi thứ như ngày xưa, chính vì được sống lại như ngày xưa và Phương Thanh lại không thâu được nhiều lần, cho nên cái công nghệ mới nó không hợp với Phương Thanh. Phương Thanh lại hợp với kiểu cổ, cho nên là được quay lại ngày xưa thì Phương Thanh chuẩn bị sẵn lực, ăn uống đầy đủ xong rồi, nghe nhạc, nghe bay xong vô là thâu được luôn. Và với cái album này Phương Thanh sướng lắm, phải nói là rất là sướng. Ngày xưa có Kim Lợi với tất cả mọi người lo cho Phương Thanh, Đức Trí, Hữu Minh, tất cả những người nhạc sĩ, Phương Thanh chỉ việc tới hát thôi. Nhưng mà 10 năm nay mọi người thấy Phương Thanh tự đi hòa âm, tự đi mà tự tìm phòng thu, tự tìm người sống, tự làm sản xuất rồi phát hành, Phương Thanh mệt quá. Cho nên là Phương Thanh bỏ mấy album không ra, thì fan cũng chờ hơi lâu, mà giờ Phương Thanh chán quá rồi sao giờ. Nhưng mà với album này nó quay lại y chang như ngày xưa, có nghĩa là Phương Thanh cũng chỉ tới thu thôi. Master rồi, họp báo rồi, tất cả mọi thứ là hai chài đó quyết định hết cho Phương Thanh. Cho nên Phương Thanh cảm giác là mình là cái người nghệ sĩ. Nghệ sĩ mà phải lo hết thì không phải là nghệ sĩ. Cho nên Phương Thanh hát rất là thư thái. Đấy gọi là một cái duy nhất mới của Phương Thanh, đó là thư thái hơn. Và tinh thần đó là Phương Thanh phải hát giống cái cổ. Có những chỗ rè rè vẫn để nha, hụt hơi xíu vẫn để, vì nó có được cái rè cũ rất là khó. Phương Thanh bây giờ mà chia cột hơi mà hát kỹ thuật là mất mấy cái đó liền. Cho nên phải làm sao mà hát xong ra mừng lắm. Hà nó chanh đôi mừng quá chanh đôi, tức là hát xong là người nó, lúc mà hát là nó bay lắm, xong khi ra tới nơi là mình bị loãng luôn. Khi là mình hội tụ tất cả mọi thứ thì mình bay cảm xúc xong ra nó bị loãng người. Là nói Hà ơi cho chanh đi chơi liền, xả cái này ra liền. Cho nên gọi là về hình thức thì nó dễ, nhưng mà gom nội tâm lại hát nhạc khó lắm. Chị có thể chia sẻ một chút xíu về cái tiêu chí bài hát, bởi vì bài hát của chị Trang ngày xưa rất nhiều, thì cái 7-8 bài này là mình dựa theo cái để phù hợp với lại công nghệ của hai em, hay là theo cái mong muốn cảm xúc của mình, hay là theo những cái bài hát mà mình cảm thấy ưng ý trong sự nghiệp? Thật sự ra có những bài giống nhau là mình bỏ, mặc dù là hit. Như Một Thời Đã Xa với Tình Sao Quýt giống nhau mình bỏ, Tình Sao Quýt lấy Một Thời Đã Xa. Và một bài đầu tiên của Phương Thanh mà không ai có thể quên được, trước khi có những bài trong vắng, Một Thời Đã Xa rất là xa rồi, Mùa Đông Vẫn Phải Có. Tức là nó gọi là từng thời kỳ. Và cái này là Hà nắm bắt rất là rõ về Phương Thanh. Nguyễn Hà, nhạc sĩ Nguyễn Hà nắm bắt rất là rõ. Cho nên Hà chỉ đưa ra bài này được không Chanh? Được, cái là fit tại chỗ, không được đổi. Chanh không được đổi nữa. Bởi vì là bây giờ cứ lựa mà bài này xong mai bỏ rất là mệt.
mình không có thời gian mà sẽ loạn cảm xúc. Dạ, Phan, kỹ em gái chị ơi. Nè. Nghĩ làm hết rồi. Kỹ đi về nè, chỗ đó coi. Thật sự, ghi vô là tặng em yêu gì đó. Hết rồi, hết rồi. Cái xu là hết, hết đường rồi. Đó. Quý vị biết không, thật sự ra là hả, giống như em, một fan hâm mộ bây giờ là mình được đứng chung sân khấu là MC cho với chị Chanh thì thật sự là nó là một cái giấc mơ đó. Hồi xưa là chỉ có đam mê qua bài hát thôi. Thôi đừng quan trọng với là tôi là ca sĩ trẻ chuyển giọng tới chị. Dạ, dạ. Rồi rồi, Gen Z, Gen Z, phỏng vấn tiếp, phỏng vấn tiếp. Dạ, trả cái chiếc. Tụi em hỏi chị cảm thấy gì? Em muốn hỏi là chất giọng chị cảm thấy là so với thời Hàng Ống Xanh và bây giờ thì nó đã thay đổi như thế nào ạ? Thật sự ra chất giọng là cái điều mà mọi người đặt câu hỏi nhiều nhất á. Phương Thanh cách đây 24 năm nó khác hẳn rồi, khác lắm luôn đấy. Vì con người mình nó thay đổi theo thời gian mà. Nhưng mà Phương Thanh sẽ cố gắng duy trì lại cảm xúc cũ, bởi vì Phương Thanh biết là Phương Thanh hiểu được rằng là mọi người đều muốn quay lại với cảm xúc cũ. Phương Thanh có quay lại được 60-70% là thành công. Nhưng mà không thể bắt Phương Thanh phải giống Vy Chai như cũ, vì không thể làm được. Nhưng mà mọi người nghe vẫn như nghe ra cái âm cũ của Phương Thanh nhiều lắm. Tại cái âm là không thể đổi, chỉ có kỹ thuật đổi, cái thoát trong cái giọng đổi. Nhưng mà cái cảm xúc lãng mạn và bay bay thì không bao giờ đổi. Chỉ có điều là Phương Thanh đừng có dùng kỹ thuật nhiều. Vì ngày xưa Phương Thanh hát mấy bài này á, không có kỹ thuật. Lúc đó là cứ vô phòng thu là hát, nhưng mà bây giờ khi mà mình dùng kỹ thuật thì mình bớt mệt. Tại kỹ thuật lấy hơi nó sẽ làm cho mình bớt mệt. Thì khi mà mình dùng kỹ thuật nhiều một xíu nó sẽ cứng cảm xúc. Cho nên cái tiết chế kỹ thuật mới là điều quan trọng nhất. Lúc nãy chị có chia sẻ là mình cũng từng có một khoảng thời gian mất lửa. Thì nhờ đâu mà chị đã lấy lại được cảm xúc, lấy lại được tinh thần bây giờ? Khi mà Phương Thanh làm ngược dòng á, Phương Thanh đi tìm những cái gì mà Phương Thanh chưa bao giờ làm. Tìm những cái bài mà chưa bao giờ hát cái kiểu đó mà, nhưng mà vẫn tình kiểu Phương Thanh, vẫn lãng mạn kiểu Phương Thanh và vẫn có rock nha. Nhưng mà mình tìm một cái lý lẽ nào khác hơn được không, để mà nó gọi là nâng cái cảm xúc, nâng cái suy nghĩ của mình lên thôi, chứ cũng không phải là khác nhiều lắm. Thì Phương Thanh đã bay rồi, đã tìm lại được cảm xúc, tìm lại được ekip. Và cho tới ngày hôm nay với cái đĩa này thì lại ra một cái kiểu khác. Bởi vì nghệ sĩ họ thích những cái cảm xúc thật, nó hát mà cái phòng thu như vậy là một ước mơ. Mà hầu như phòng thu là sau này mini nhiều, chất lượng digital nhiều. Và chỉnh giọng Phương Thanh nghe xong Phương Thanh nói: trời ơi, người ta hát có to có nhỏ, có bay có bổng có lên có dưới, tự nhiên cái tôi bằng nhau hết trơn rồi còn gì để mà nghe. Mà khổ một điều, cái thế hệ như Phương Thanh đó là khán giả nó hiểu hết giọng, họ hiểu hết giọng của mình rồi. Bây giờ cái công nghệ mới họ làm theo kiểu mới, giọng Phương Thanh méo xẹo rồi, cái tự nhiên nghe không giống, cái tự nhiên không thích. Mà Phương Thanh còn không thích nói gì khán giả, họ không thích. Chị có cảm nhận thấy là trong giai đoạn hiện tại là khán giả là đang có xu hướng mà thích nghe những cái giọng hát, tìm lại những giọng hát nội lực, như là chắc là chị cũng theo dõi những cái trang mà Diva là cũng có đùa là chị mà cầm cái micro mà kéo xa xuống tận dưới bụng mà cất con đánh gà cũng hát được. Nhưng mà như là một cái xu hướng mà khán giả đang tìm với những giọng hát nội lực như là chị Thanh hoặc là ngay cả cô Hồng Nhung là đó là một xu hướng tốt của khán giả đúng không? Không, tất cả xu hướng thay phiên nhau và hành trình, thay phiên nhau và hành trình, không có cái gì có lỗi hết. Bởi vì khi mà nghe thực lực nhiều quá cũng sẽ mệt. Nếu mà nghe hết thời gian nó sẽ mệt, và họ cần một cái gì đó mạnh mại, bay bay thôi. Để cho tất cả các nghệ sĩ đều được bay trong cái vòng nghệ thuật. Nhưng cái giá trị mà đi đường dài mới là quan trọng. Cái thực lực nó sẽ chạy được đường dài. Còn những cái gì mà không nghiêng về thực lực thì nó là thời trang. Thời trang là có quyền thịnh hành và sẽ bị thay đổi, sẽ bị. Nhưng mà thực lực có thể bị mai một xíu, vì nghe nhiều nó cũng mệt. Chính là Phương Thanh có nhiều lúc Phương Thanh mình hát mình cũng mệt chứ. Thì tự nhiên nghe cái thể loại nhạc tin cũng lại thích. Thì con người của chúng ta có những lúc rất là nặng nề, có những lúc thì tự nhiên rất là thích nhẹ nhàng. Thì tất cả mọi thứ sẽ thịnh và xoay đi. Nhưng mà thực lực thì không bao giờ mất đi, nhưng cũng sẽ bị trôi qua một xíu. Và Phương Thanh cũng vẫn bị trôi như thường. Trôi và ngồi chờ cho khán giả mà họ thưởng thức cái bay bay ảo ảo, xong tới họ khi mà họ nghe vậy một thời gian sau họ cũng chán, thì họ tới lúc họ cần thực lực thì Phương Thanh mới có cửa quay về. Và không phải ai cũng hiểu được điều này, có những người họ chịu không nổi áp lực, họ buồn, họ chán, rồi tất cả mọi thứ nó không như mình muốn, nhưng mà Phương Thanh lại vẫn vui vẻ ngồi chờ khán giả cần thực lực, còn Phương Thanh quay lại. Thì tự nhiên Phương Thanh hot trên TikTok, cái clip mà mấy clip mà đưa ra, thì lúc đó tại vì họ cần nghe lại thực lực thì bỗng dưng họ nhớ lại Phương Thanh,
thì tự nhiên Phương Tranh ra cái album này đúng lúc thực lực. Hồi nãy mọi người mà để ý là có một cú Phương Tranh đứng xa cái mic tới mấy mét, quay luôn vào tường luôn. Thì cái người thực lực họ không có sợ mất đi, họ sẽ trôi đi thôi chứ không mất. Và khi khán giả cần họ, họ sẽ quay về. Và Phương Tranh là một trong những người mà mọi người công nhận không, Phương Tranh quay về đúng lúc. Đúng lúc luôn. Là về. Nghệ sĩ mà chấp nhận xuống ngựa thì sẽ quay về được. Nhưng nếu nghệ sĩ mà không biết mà để xuống chó luôn á, thì người ta gọi là lên voi xuống chó. Thì nếu mà mình biết xuống ngựa thì mình quay về sẽ đúng lúc. Nhưng mà mình xuống chó có nghĩa là mình cố chấp, mình níu kéo thì tới lúc mình quay về nó sẽ bị trật cái hành trình. Cho nên tốt nhất là khi mà cái thời nó không có thịnh nữa thì ta nên xuống ngựa. Đó là những người nghệ sĩ biết suy nghĩ và định hướng con đường mình đi, con đường mình đi. Còn mình cứ nắm níu rồi chấp theo là mình sẽ bị lệch quy trình. Và mọi người cũng xác định là hôm nay Phương Thanh ra cái đĩa này hoàn toàn là mọi người đang nghe ngược dòng. PA ngược dòng rồi ra đĩa được khác hẳn, nhưng cái chất lượng này nó chuẩn hơn. Phương Thanh còn phải cần thời gian thay đổi là một chút xíu, bởi vì cái phòng thu này Phương Thanh gặp sau khi Phương Thanh xong cái ngược dòng. Thì Phương Thanh dạy gì Phương Thanh lại không ngừng cái ngược dòng lại. Vì đó là tâm huyết của Phương Thanh, là chọn bộ từ sản xuất tới tất cả mọi thứ. Thì bây giờ Phương Thanh ra cái đĩa này để Phương Thanh ngừng lại cái ngược dòng một xíu, thay đổi cái audio đó theo âm thanh này. Và Duy và Hà đã sẵn sàng hỗ trợ giùm Phương Thanh hết. Phương Thanh chỉ cần album chất lượng đúng ý mình, chứ không phải là ra sản phẩm cho có với mọi người. Nhưng mà Phương Thanh ngưng chục năm không chết mà. À, nhưng nhà mà... báo biết đúng không? Ngưng chục năm không chết. À... anh có thấy là đối tượng khán giả một trẻ đang dần tiếp cận chị nhiều hơn trong khoảng thời gian này. Đúng rồi. Đầu tiên chị phải cảm ơn các bạn trên TikTok, không phải là đối tượng của Phương Thanh, nhưng mà vì cái phong thái Phương Thanh hát mic để cánh gà, nó hài hước, nó dễ thương quá. Ngày xưa cô hát hot là con còn mới đẻ. Bây giờ con nhìn cô là vì cô là idol của mẹ con. Chưa sinh. Vì mẹ, vì cô là idol của mẹ con nên giờ con nhìn thấy cô con lại thấy hay hay. Cho nên nhờ vậy mới được các bạn trẻ thích. Và các trang Diva Divo là Phương Thanh có vào xem comment vui chịu không nổi. Nhưng người mà không thoáng á sẽ rất là tức. Nhưng Phương Thanh là người rất là văn minh, rất là thoáng, bởi vì Phương Thanh nghĩ là cái hài hước nó hay chứ. Đọc comment có các bạn mà giận là Phương Thanh sai. Các bạn mà tính Phương Thanh đưa ra thông điệp em để quên cái mic cánh gà là do Phương Thanh cũng là người hài hước, cho nên vào đọc có đó vui chịu không nổi. Các bạn cứ nói thoải mái, Phương Thanh không có chấp đâu, bởi vì hài hước mà vui có thoải mái, đừng xúc phạm nghệ sĩ, đừng có chà đạp quá là được. Là được. Cảm ơn chị. Ơn chị hỏi hả? Hả chị. Anh chị hỏi mẹ con. Ok. Đợi chị xíu. Ok. Đợi chị xíu đi. Đi okay, đợi. Chị có nói một cái ý là đĩa thứ hai đang rất thịnh, thì cái rất thịnh là từ màn sắc của chị này, từ đồng hồ là đĩa mà chị thấy này, không, tức là fan còn vì ở là đĩa thứ biết, không bao giờ biết số lượng đâu. Nhưng mà thời điểm bây giờ bán đĩa hay là đĩa than rất mọi thứ khó. Thật sự ra mình nâng là nâng cái giá trị của cái chất lượng thôi. Chứ còn bây giờ là kinh doanh trên mạng online, là thời 4.0 là online luôn. Nhưng thế hệ như Phương Thanh mà có đĩa than, đĩa cối, băng cối, CD là vẫn hạnh phúc như thường. Mặc dù có thể hát được, bát được, có 500 đĩa thôi nha. Phương Thanh nói phòng thu mà chị mà bán 5.000 đĩa là em sẽ có thưởng cho chị. Thiệt, 5.000 đĩa bây giờ khó lắm. Ngày xưa in một phát là mấy chục ngàn đĩa cơ. Một đợt này đĩa than chỉ có hành bao nhiêu bạn? Không biết, tại vì Phương Thanh sẽ không bao giờ dính vào cái phát hành. Mình mệt lắm. Tất cả mọi thứ là Duy Hà lo. Còn Phương Thanh là xong sản phẩm rồi có cái để khoe, không chơi nữa. Chị Thanh có định tổ chức một cái live concert để đánh dấu cái album này không chị? Phương Thanh có nhiều album lắm và có nhiều hàng nóng ngay tại kho này. Và Phương Thanh để về Duy làm cái người rất nghệ sĩ tính. Sẽ có nhiều cái hay lắm, có thể là thiết kế một cái nơi riêng, âm thanh riêng cơ. Tại vì cái Duy là rất khó về chất lượng, khó chịu lắm, mít khủng khiếp. Ghi lại là ông tỷ thôi rồi. Và khi mà làm cái nơi để thực sự là Duy là người có điều kiện, Duy muốn một cái chỗ riêng cơ. Bữa đi chọn mấy chỗ rồi to quá, Phương Thanh hát cũng mệt, kéo khách được bô cũng mệt. Nói chung là khi mà được cái này rồi sẽ làm cái khác, nhưng mà không dám nói liền. Để nghe nhạc cho chất lượng khó lắm.
với thời điểm bây giờ kinh doanh không phải là dễ, sau dịch mọi thứ nó đâu có như mình muốn, nhưng mà những người mà chất chơi là dám chơi hết. Bởi vì sau những cái vừa rồi khán giả bắt đầu thích đi coi show rồi đó, show band, show live, bắt đầu khi họ quay lại là mình sẽ quay về. Quay cái gì?